ai là người cao nhất trong lịch sử nhân loại? Robert Wadlow, người Mỹ, cao tới 2m72. Ai là người cao nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước tới nay? Anh Hồ Văn Trung, người Cà Mau, cao 2m57. Thế ai là người cao nhất thế giới hiện nay? Sultan Kosen, người Thổ Nhĩ Kỳ, cao tới 2m51. Ai là cầu thủ cao nhất thế giới hiện nay? Thủ môn Christoph Van Hout, người Bỉ, cao 2m08. Vậy ai là cầu thủ cao nhất đội tuyển Việt Nam bây giờ? Thủ môn Đặng Văn Lâm của đội Bình Định, cao 1m88. Anh Dương sai rồi, thủ môn Bùi Tấn Trường cũng cao 1m88 nhé. Đồng hạng nha. Vừa rồi Tấn Trường làm gì được gọi lên đội tuyển quốc gia đâu mà so. Tấn Trường làm gì được gọi lên đội tuyển quốc gia đâu mà so.